Nè, giờ đang uống gì chưa? Em bé sao rồi? Chồng hỏi là tại lo em bé còn nhỏ, sợ em bé quấy khóc rồi vợ không ngủ được thì sao. Làm như thương người ta lắm vậy đó. Thương chứ sao không, vợ ở dưới đó một mình, giờ lại phải chăm thêm đứa nhỏ nữa. Vợ phải nhớ là còn có con trong bụng nữa nha. Thương con người ta quá rồi không sợ con mình nó phân bì hả? Cứ làm như con mình giống như anh vậy đó. Con mình rất là tốt bụng, rất là rộng lượng, y như mẹ nó vậy đó, không bao giờ phân bì đâu. Giờ này mà Trung Kiên còn nói chuyện với ai? Mà có em bé mới sinh ở đây, không lẽ nó có bồ nhí bên ngoài? Trời ơi, mẹ vô phòng con mà không gõ cửa làm con sợ muốn chết à? Có một mình con ở trong phòng hả? Đâu cần phải gõ cửa. Nói chuyện điện thoại với ai vậy? Con đâu có nói chuyện điện thoại với ai đâu. Con đang làm việc mà mẹ. Con đừng có nói dối. Rõ ràng là con thấy mẹ vào, con cúp điện thoại. Làm chuyện gì mà ám phải không? Dạ. Nói chuyện điện thoại với ai? Con đang nói chuyện với lại vợ con. Nói chuyện với vợ con? Dạ. Nói chuyện với vợ con á thì đâu cần phải lấy la lén lút như vậy chứ. Dạ, tại vì... Tại vì sao? Tại vì... Làm gì ấp úng vậy? Dạ. Tại vì con gọi cho vợ con khuya như vậy á, con sợ mẹ biết, mẹ buồn, mẹ rầy con, cho nên con mới nói nhỏ như vậy. Chứ con đâu có lén la lén lút đâu mẹ. Dạ. Mẹ mang sữa qua cho con hả? Để con uống. Con biết là mẹ thương con nhất, mẹ pha sữa là ngon nhất thế giới luôn á. Để con uống hết luôn nha. Con uống hết một hơi như vậy á là con ngủ ngon đến sáng luôn. Thôi mẹ cũng đi ngủ sớm đi. Thôi mẹ cứ để con dẹp cho. Thôi dạ. Để mẹ làm việc xong nghỉ ngơi nghe chưa? Dạ. Con chúc mẹ ngủ ngon nha. Mai mốt hả, con sẽ có em. Em nằm ở đây nè, trong bụng mẹ nè, trong bụng đó. Mai mốt khi nào mà em bé ra đời thì hai anh em chơi với nhau nha. Nha. Anh à, vậy em có chuyện muốn nói với anh nè. Anh đang ngủ, chuyện gì sáng mai rồi nói. Anh đang mệt, sáng mai còn đi công chuyện nữa. Vậy đi, sáng mai đi. Chuyện hạnh phúc của con trai con dâu anh mà anh còn ngủ được nữa hả? Vậy vậy đi. Rồi. Vậy rồi nè. Trời ơi, khuya rồi sao không ngủ? Nói lung tung gì vậy? Nghe em nói nè. Lúc nãy em đem sữa vô trong phòng thằng Kiên, em nghe thằng Kiên nói chuyện điện thoại với ai đó mà anh em, rồi còn lại nói chăm sóc đứa trẻ mới chào đời. Không lẽ thằng Kiên có người ngoài hả anh? Em có chắc không á, hay ban đêm không để ý rồi nghe lộn á? Em già chứ em không có lẫn nghe chưa. Em đứng trước phòng nó cả buổi trời chứ bộ à. Hay là nó gọi cho con Lam. Vậy chứ cái chuyện chăm sóc đứa nhỏ mới sinh ra đời là sao? Trong khi đó con tụi nó chưa ra đời mà. Chuyện này hệ trọng, không có nói bừa được đâu. Chứ bà biết tính thằng Kiên nhà mình, nó đâu phải là cái loại người trăng qua làm chuyện bậy bạ sau lưng vợ đâu. Thì phải rồi. Con của anh á thì anh Binh, chứ em nói thiệt nha. Em không tin đàn ông một lòng một dạ chung thủy với vợ con đâu. Nhất là bây giờ con Lam đang bầu bì ở xa nhà,
Thằng Kiên dễ bị xao động lắm. Không được, ngày mai em phải gọi điện cho Út Lành hỏi thử xem sao. Chứ thằng Kiên không phải là con em chắc. Nhưng mà nó giống tính anh. Mà anh nó thì em ngộ ghê không? Đang đêm tự nhiên đi bêu xấu chồng con của mình à. Cũng chính em để con Lam về dưới nhà giường chứ gì. Làm sao mà em biết được cái chuyện này chứ? Không được, chắc em phải rước con Lam về nhà mình mới được. Chứ để nó xa vợ như vậy, đàn ông mà, có thể làm tan nhà nát cửa lắm đó. Đó, đưa nó về nhà giường cũng là em. Giờ lại xảy ra chuyện rước nó về cũng là em. Mọi chuyện trong căn nhà này rối lên đều là do quyết định của em. Anh nói chuyện, em làm như vậy á là cũng chỉ muốn tốt cho gia đình nhà này, tốt cho con cái, rồi cho anh có cháu ẩm bồng nữa chứ bộ à. Anh biết rồi. Em thấy cái gì tốt cho nhà mình á thì em cứ làm. Anh đi ngủ à, buồn ngủ à. Nói chuyện với anh cũng như không à.